Chiều ngày 23 tháng 1, Vietinbank phối hợp với Trường Đại học Ngoại thương tổ chức hội thảo thực tập viên tiềm năng tại khối bán lẻ, trụ sở chính Vietinbank năm 2018. Tại hội thảo, gần 300 sinh viên có cơ hội được giao lưu với các lãnh đạo và cán bộ, nhân viên đang làm việc tại trụ sở chính Vietinbank để có góc nhìn toàn diện về môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Vietinbank. Từ đó, các bạn sinh viên định hướng được con đường phát triển phù hợp và đúng đắn nhất đối với bản thân. Chương trình thực tập viên tiềm năng của Vietinbank được triển khai nhằm tìm kiếm, phát triển thế hệ cán bộ mới chất lượng cao, tạo nguồn tuyển dụng chính thức cho các đơn vị trong toàn hệ thống. Chương trình thực tập viên tiềm năng khối bán lẻ, trụ sở chính Vietinbank năm 2018 có 40 chỉ tiêu tại 9 phòng ban khối bán lẻ. Song song với đó, Vietinbank triển khai chương trình thực tập viên tiềm năng chi nhánh năm 2018 với 140 chỉ tiêu tại 30 chi nhánh trên toàn hệ thống. Đối tượng tham gia là các sinh viên năm cuối, sinh viên năm thứ ba hoặc các sinh viên mới tốt nghiệp các ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính, marketing với học lực khá trở lên. Thời gian thực tập trong 3 tháng. Sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương luôn được Vietinbank đánh giá cao về thái độ, tư duy cũng như năng lực làm việc. Vì vậy, Vietinbank kỳ vọng sẽ tuyển dụng được nhiều sinh viên có chất lượng làm việc cho Vietinbank sau khi tốt nghiệp. Trước đó, ngày 18 tháng 1, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Vietinbank cũng đã tổ chức hội thảo thực tập viên tiềm năng tại khối bán lẻ, trụ sở chính Vietinbank năm 2018. Hội thảo đã thu hút được hơn 200 sinh viên và đông đảo các thầy cô trong nhà trường tham dự. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.